Huyện Lý Sơn phải xác định xuyên suốt nhiệm vụ phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và phải phát triển xứng với tầm vóc, giá trị văn hóa lịch sử thiên nhiên ưu đãi để thực sự là hạt nhân du lịch của tỉnh Quảng Ngãi. Với tiềm năng du lịch dồi dào, Lý Sơn hoàn toàn có khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng, hướng đến trở thành trung tâm du lịch quốc gia. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền nhấn mạnh tại buổi làm việc chiều nay với Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn. Trước khi làm việc với Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền đã đi kiểm tra thực tế việc quản lý sử dụng hồ chứa nước Thới Lới và hoạt động của nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân huyện Lý Sơn, tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế 7 tháng đầu năm trên địa bàn ước đạt gần 1.195 tỷ đồng, giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước và đạt gần 52% kế hoạch năm. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt hơn 140 tỷ đồng, đạt 72,84% so với dự toán giao. Sản xuất nông nghiệp và thủy sản đối mặt với nhiều thách thức lớn. Sản lượng tỏi vụ đông xuân ước đạt 1.225 tấn, giảm 2.478 tấn so với vụ trước. Sản lượng khai thác thủy sản ước đạt hơn 17.200 tấn, giảm 15,3% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, sản lượng nuôi trồng thủy sản đạt 200 tấn, tăng 14,3%. Ngành dịch vụ du lịch dần đi vào ổn định, phục hồi. Lượng khách du lịch đến Lý Sơn đạt hơn 73.000 lượt khách, tăng hơn 33.700 lượt khách so với cùng kỳ năm trước. Tại buổi làm việc, lãnh đạo huyện Lý Sơn nêu lên khó khăn lớn nhất hiện nay trên địa bàn là vấn đề nước ngọt. Tình trạng thiếu nước sản xuất và sinh hoạt đang diễn ra ngày càng trầm trọng, trong khi xâm nhập mặn ngày càng tăng, ảnh hưởng rất lớn đến phát triển kinh tế xã hội của huyện. Hỗ trợ đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ y tế của huyện để đảm bảo công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Trên địa bàn đang tồn động hơn 3.000 tấn tro sỉ tại nhà máy xử lý rác thải Lý Sơn chưa được chôn lấp theo quy định vì ô chôn lấp số 1 đã đầy, nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, nhất là khi trời mưa. Đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng Đa Lộc sớm hoàn thiện hồ sơ cải tạo ô chôn lấp số 2. Chỉ đạo các sở ngành liên quan hướng dẫn huyện Lý Sơn về trình tự thủ tục để quy hoạch hai khu vực khai thác cát biển. Sau khi nghe ý kiến của lãnh đạo các sở ngành liên quan, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trần Phước Hiền ghi nhận và đánh giá cao tình hình phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn huyện Lý Sơn, đời sống của người dân ngày càng nâng cao. Phát triển kinh tế xã hội của huyện trong 7 tháng đầu năm đạt kết quả tích cực. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, huyện Lý Sơn phải xác định xuyên suốt nhiệm vụ phát triển du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và phải phát triển xứng với tầm vóc, giá trị văn hóa lịch sử thiên nhiên ưu đãi để thực sự là hạt nhân du lịch của tỉnh Quảng Ngãi. Với tiềm năng du lịch dồi dào, Lý Sơn hoàn toàn có khả năng thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, thực tế cho thấy khách du lịch tìm đến Lý Sơn chưa nhiều, nguồn thu từ du lịch chưa thực sự tương xứng với tiềm năng hiện có do cơ sở hạ tầng dành cho du lịch chưa được đầu tư xây dựng bài bản. Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Ngãi đã phối hợp với huyện Lý Sơn xây dựng quy hoạch tổng thể về phát triển huyện đảo đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050, đưa Lý Sơn trở thành trung tâm du lịch quốc gia. Trước mắt, tỉnh và huyện mời gọi các nhà đầu tư có tầm chiến lược đến khảo sát xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch. Về lâu dài, huyện phải từng bước hướng người dân địa phương chuyển đổi từ nghề nghiệp truyền thống là làm nông nghiệp, đánh bắt cá sang làm dịch vụ du lịch. Trên cơ sở quy hoạch tổng thể, huyện Lý Sơn phải xác định phát triển du lịch là ngành mũi nhọn. Do vậy, trong sản xuất nông nghiệp cũng phải hướng đến để phục vụ du lịch. Nâng sản phẩm hành tỏi thành sản phẩm du lịch. Trong định hướng nuôi trồng thủy sản cũng phải hướng đến phục vụ du lịch. Có như vậy mới nâng cao được giá trị kinh tế cho các sản phẩm nông nghiệp, thu nhập của nông dân ngày càng tăng và ổn định. Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm chỉ thị số 01 ngày 1 tháng 1 năm 2022 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tăng cường các biện pháp thu ngân sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Tổ chức rà soát các nguồn thu, xác định các khoản thu không ảnh hưởng dịch bệnh, có khả năng thu để thu kịp thời vào ngân sách. Triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thuế, tăng cường công tác kiểm tra, chống thất thu thuế, xử lý kiên quyết các trường hợp nợ thuế dây dưa chây ì, rút ngắn nợ động. Tổ chức điều hành dự toán ngân sách nhà nước chủ động, chặt chẽ, đúng quy định. Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công năm 2022, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai. Thường xuyên kiểm tra việc đóng, đào, khoan giếng trái phép, xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm. Tập trung giải quyết các vấn đề về môi trường, tiếp tục thực hiện tốt phương án thu gom, xử lý rác thải, đất thải nông nghiệp, phế thải xây dựng trên địa bàn.
triển khai thực hiện đề án cải táng mộ mã trên địa bàn huyện Lý Sơn giai đoạn 2021-2030, định hướng đến năm 2045.